Xin chào các khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cương. Nửa đầu năm dương lịch 2022 có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã khiến cho ông lớn Nhật Bản phải toát mồ hôi mới giữ lại được một điểm trên thánh địa Saitama sau pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Hơn 2 tháng sau, lứa đàn em của Hùng Dũng cũng vừa tạo nên chiến tích vĩ đại khi xuất sắc cầm chân nhà đương kim vô địch U23 châu Á Hàn Quốc sau cú nã đại bác đầy uy lực của hậu vệ Vũ Tiến Long. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng cả hai đều nhóm thuộc thế hệ cầu thủ 10X và đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Đặc biệt hơn nữa, Tiến Long đã là một người chồng, một người bố. Sau Mai thuộc biên chế của Hà Nội FC còn khiến nhiều người chú ý khi là cầu thủ duy nhất của tuyển U23 Việt Nam đã cưới vợ và có con đầu lòng. Vũ Tiến Long sinh ngày 4 tháng 4 năm 2002 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tiến Long gia nhập lò đào tạo vệ tinh của Viettel ở Thanh Hóa lúc 10 tuổi. Cái duyên đã đưa Vũ Tiến Long từ lò đào tạo của Viettel chuyển sang lò đào tạo trẻ của Hà Nội T&T. Dù không cao lớn nhưng đội trưởng của U15 Việt Nam chơi bóng chững chạc, phán đoán nhạy bén và được nhiều cổ động viên ví như là Đình Trọng phiên bản 2.0 của Hà Nội FC. Tiến Long bắt đầu được mọi người để ý sau một tình huống bị huấn luyện viên của Thanh Hóa dọa cắt gân chân. Đó là trận đấu ở vòng loại giải U15 quốc gia hồi tháng 4 năm 2017. Vụ lùm xùm này đã tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông khi ấy. Trở lại với con đường trở thành cầu thủ của Tiến Long. Tiến Long khoác áo câu lạc bộ Hà Nội khi 13 tuổi sau 3 năm tập luyện tại trung tâm vệ tinh của câu lạc bộ Viettel. Ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại U15 quốc gia 2017, Tiến Long cùng đồng đội đối đầu với đội bóng quê hương với mục tiêu buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Khi đội nhà có bàn thắng gỡ hòa 2-2 để thắp lại hy vọng, cầu thủ sinh năm 2002 đã có hành động ăn mừng được cho là quá khích. Đó là nguyên nhân dẫn tới vụ lùm xùm. Sau trận đấu, Tiến Long đã phải làm đơn kêu cứu tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Anh cho biết mình bị một huấn luyện viên dọa cắt gân chân. Hồi đáp lại, nhà cầm quân người Thanh Hóa phủ nhận thông tin và nói chỉ lên án cách ăn mừng quá khích của cầu thủ trẻ này. Giữa cơn bão ấy, Tiến Long thấy cánh cửa lên tuyển dần đóng lại với mình. Liệu có huấn luyện viên nào dám gọi Tiến Long người đã vướng phải những lùm xùm như vậy hay không? Đó phải là người rất dũng cảm. Và may cho Long, người dũng cảm đã xuất hiện. Đó là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Vị trí đầu tiên ở U15 Việt Nam của Tiến Long là trên băng ghế dự bị. Cầu thủ người Thanh Hóa chưa thể hiện được mình và phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tập trung đầu tiên. Đến khi U15 Việt Nam chơi trận ra quân trước U15 Campuchia, Tiến Long mới yên tâm được xếp ở vị trí đá chính. Trận đấu đó, U15 Việt Nam để thủng lưới ngay từ phút thứ 3 và Tiến Long đã ghi bàn thắng gỡ hòa. Khi U15 Việt Nam gặp Philippines ở lượt trận thứ 3, Tiến Long mới được giao băng đội trưởng. Đến trận gặp U15 Thái Lan, Tiến Long đã phá một quả bóng ngay trên vạch vôi. Đó là tình huống trong trận chung kết. Pha cứu thua ấy của Tiến Long giá trị chẳng kém nào một bàn thắng. Bởi nếu Tiến Long không cứu thua, U15 Việt Nam đã không thể đưa U15 Thái Lan vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Để rồi ở loạt đấu súng, U15 Việt Nam đã giành chiến thắng và đoạt chức vô địch trước U15 Thái Lan. Tiến Long từng bộc bạch nỗi sợ không có cơ hội lên tuyển. Thế rồi sau giải U15 Đông Nam Á, cầu thủ này tiếp tục được trọng dụng tại vòng loại U16 châu Á. Đáng tiếc chiếc thẻ đỏ của anh ở trận đấu mang tính quyết định gián tiếp khiến đội nhà thua đậm trước U16 Iran. Phẩm chất của cầu thủ xứ Thanh giúp anh lọt vào mắt xanh của chiến lược gia lão làng Philippe Chuzier và cùng U19 Việt Nam giành vé dự giải châu Á 2020. Quãng thời gian ở U19 Việt Nam với Tiến Long khá phẳng lặng. Anh được phù thủy trắng trao cơ hội thường xuyên. Thế nhưng, những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho Tiến Long cùng các cầu thủ cùng lứa không có nhiều cơ hội thể hiện mình từ đấu trường khu vực cho đến châu lục. Bước sang năm 2022, Tiến Long được gọi về đội 1 của Hà Nội FC sau một khoảng thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng quyết định trao luôn suất đá chính dự SEA Games cho cậu học trò sau một thời gian dài gọi lên kiểm tra năng lực. Từ ban đầu, Tiến Long không được giới chuyên môn đánh giá cao vào cơ hội tham dự Đại hội Thể thao khu vực. Nhưng bất ngờ thay, Tiến Long được góp mặt trong danh sách hàng thủ. Càng ngỡ ngàng hơn khi càng về cuối giải, Tiến Long được lựa chọn trong vai trò là một trong 3 trung vệ của U23 Việt Nam. Những dấu ấn đầu tiên của Tiến Long ở giải đấu đó cũng đem đến một tương lai hứa hẹn cho chính cầu thủ này. Khép lại SEA Games 31 với tấm huy chương vàng, Tiến Long được huấn luyện viên Gongho Kyun lựa chọn tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Anh trở thành miếng ghép đa năng khi có thể sẵn sàng chơi trái sở trường trung vệ. Điển hình người ta thấy Tiến Long đá bên phía cánh phải như trước U23 Hàn Quốc hay trong vai trò một tiền vệ phòng ngự như trước U23 Thái Lan. Ngày 5 tháng 6 năm 2022 có thể xem là một cột mốc đáng nhớ với sự nghiệp sân cỏ còn non trẻ của Tiến Long.
Có thể Tiến Long vẫn chưa hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình, nhưng sau tất cả, cú sút như một cú nã đại bác của Tiến Long đã giúp U23 Việt Nam có một trận hòa mà như thắng, để qua đó mở ra cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết của giải U23 châu Á 2022. Và khi cái tên Tiến Long được tất cả nhắc tới, và khi cuộc đời của Tiến Long được quan tâm nhiều hơn, thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều bất ngờ. Bạn có biết không, người hùng của chúng ta đã có vợ con đề huề từ rất lâu rồi. Nhiều người lựa chọn sự nghiệp thành công rồi mới cưới vợ. Cũng có một số người chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì tuổi còn quá trẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhân vật khác suy nghĩ ngược lại. Họ muốn sớm yên bề gia thất, có một tổ ấm dù tuổi đời còn rất trẻ. Và Long là người như thế. Bà xã của Vũ Tiến Long tên Diễm Quỳnh. Cô nàng này vô cùng xinh đẹp. Bình thường Diễm Quỳnh cũng hay đến sân để cổ vũ cho chồng. Tại SEA Games 31, Diễm Quỳnh đến sân để xem trận đấu giữa U23 Việt Nam đối đầu với U23 Indonesia và U23 Malaysia. Ở trận chung kết, hậu phương của Tiến Long cũng đã mặc áo mưa đến sân để xem chồng thi đấu và cổ vũ cho tinh thần của cầu thủ mới 20 tuổi. Còn nhớ tại giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm 2022, Vũ Tiến Long đã biết cách khoe khéo chuyện vợ mình sinh em bé. Trong chiến thắng 7-0 trước đối thủ U23 Singapore, Vũ Tiến Long đã ghi một bàn thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu. Ngay lập tức, anh đã cho bóng vào áo thực hiện kiểu ăn mừng mang bầu. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng đây chỉ là một màn ăn mừng ngẫu hứng mà thôi. Tuy nhiên, đó lại là cách để Tiến Long bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô con gái yêu vừa mới chào đời. Được biết, Vũ Tiến Long và vợ khi ấy vừa có cô con gái tên Bơ, bé còn chưa được 1 tháng tuổi. Bởi vậy, có thể nói rằng món quà là một bàn thắng trong giải đấu lớn có giá trị tinh thần mà anh muốn dành cho con gái yêu. Vũ Tiến Long cũng thường xuyên đăng tải những tấm ảnh về vợ mình và bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho Diễm Quỳnh. Ngoài hình ảnh liên quan đến chuyện tập luyện trên sân bóng, anh chỉ đăng ảnh về vợ và con gái bé bỏng vừa tròn 4 tháng tuổi và dành cho hai mẹ con nhiều lời yêu thương. Đúng là sự trách nhiệm của một người đàn ông chẳng liên quan đến tuổi tác. Vũ Tiến Long tròn 20 tuổi nhưng đã khiến nhiều người khác phải khâm phục về suy nghĩ, lối sống và độ chín chắn của bản thân. Trở lại với bàn thắng mang tính lịch sử của Tiến Long vào lưới U23 Hàn Quốc, pha lập công này giúp U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử trước đối thủ hùng mạnh của châu lục, khi đây là lần đầu tiên những chiến binh sao vàng có trận hòa trước đội tuyển xứ sở Kim Chi ở một giải đấu chính thức. Trong 2 lần gặp U23 Hàn Quốc ở vòng loại cũng như vòng bảng U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam đều để thua cùng với tỷ số 1-2. Thống kê lịch sử 4 lần đối đầu, U23 Việt Nam để thua tới 3 lần và chỉ có một trận hòa không bàn thắng vào năm 2015. Nhưng đây chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi. Vì vậy, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành được một trận hòa trước U23 Hàn Quốc nếu xét những lần tham dự các giải đấu châu lục. Dưới thời huấn luyện viên Gong Kyun, Tiến Long được trao một chiếc áo mới khác lạ so với tại SEA Games, vị trí hậu vệ cánh phải. Sự đa năng của cầu thủ thuộc Hà Nội FC đã phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi, như chúng ta đã thấy tối ngày 5 tháng 6 trên đất Uzbekistan. Tiến Long chơi rất mạnh mẽ để hỗ trợ cho các đồng đội, lên công về thủ hợp lý. Khi huấn luyện viên Gong Kyun buộc phải thực hiện những sự điều chỉnh nhân sự, cầu thủ này cũng không thể bị động tới. Huấn luyện viên Gong Kyun khuyến khích học trò dâng lên để tìm kiếm cơ hội dứt điểm sau lưng các tiền đạo. Tiến Long đã không phụ lòng tin của chiến lược gia người Hàn Quốc. Siêu phẩm đó đã được trang chủ AFC ca ngợi là không thể cản phá với thủ môn đối phương. Tiến Long từ chỗ thầm lặng đã bước ra ánh sáng theo cách ngoạn mục nhất. Khi không có những đàn anh như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh thì Tiến Long ngay lập tức nắm lấy thời cơ để tỏa sáng. Và trong một đêm tuyệt vời tại Lokomotiv ở Tashkent, Uzbekistan, có một ông bố chỉ ở độ tuổi đôi mươi nhưng đã khiến dàn hảo thủ cao lớn của Hàn Quốc phải ôm hận. Chúc cho sự nghiệp của Tiến Long sẽ còn tiến mạnh và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với câu chuyện của Vũ Tiến Long ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.